Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, theo bạn, một người bận rộn, đắm chìm trong công việc thì thành công có tới với họ sớm hay không? Thật ra, bận rộn cũng là một điều tốt, nhưng cái gì quá cũng không hay. Không giống với chuyện có thể cất giữ tiền trong ngân hàng hoặc giấu vàng trong dương báu, ta chẳng thể lưu giữ thời gian. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài trân trọng thời gian và hiểu rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua sẽ mãi mãi tan biến. Bận rộn không có nghĩa là hiệu quả và người thành công chưa hẳn đã bận rộn. Bởi vì để làm nên việc lớn, chỉ chăm chăm vào sự bận rộn thôi là chưa đủ mà cần phải tập trung bồi dưỡng 4 điều quan trọng. Bạn có muốn nhanh chóng có được cuộc sống như mơ ước hay không? Với những yếu tố cốt lõi nào sẽ giúp bạn đạt được điều đó? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Aristoteles, một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại từng nói, cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta thường được tạo thành từ sự lặp lại của các hành vi. Vì vậy, sự xuất sắc của chúng ta không phải xuất phát từ hành vi, mà là thói quen. Nhưng việc hình thành một thói quen tốt không bao giờ là dễ dàng. Công việc từ sáng đến tối luôn là lý do khiến chúng ta gián đoạn ước mơ. Nhiều người thấy bản thân rất bận, rất siêng năng, rất nỗ lực, luôn dành hầu hết thời gian đi làm trên công ty. Phần thời gian còn lại dành cho con cái, việc nhà, chứ không phải là bản thân mình nữa. Nhưng tại sao họ vẫn chưa giàu có? Vì họ hiểu lầm khái niệm kỷ luật bản thân. Đây là quá trình khảo nghiệm năng lực, xem một người có thể quản lý tốt thời gian cá nhân của mình hay không. Bởi lẽ ai cũng có 24 tiếng đồng hồ, nhưng chẳng ai ba đầu sáu tay để quán xuyến đủ mọi việc, từ nhà cửa, công ty, đến việc học hỏi, phát triển bản thân. Hình ảnh này hiện hữu mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Những gương mặt ngủ chưa đủ giấc vội vã thức dậy vào buổi sáng, không kịp ăn gì đã lao tới công ty vì sợ chấm công trễ. Để rồi khi đến đó, họ lại lãng phí nhiều thời gian vào các việc riêng khác. Đến giờ tan ca thì về nhà ăn đại gì đó, rồi lao đầu bằng những trò giải trí, tiêu khiển, khiến bản thân bị mất ngủ, căng thẳng. Bạn nói xem, nếu tình trạng bận rộn cả ngày dài này của bạn cứ kéo dài, liệu cơ thể của bạn có chịu nổi hay không? Năng lượng tinh thần kém không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và chất lượng học tập, mà còn trực tiếp làm gián đoạn trạng thái cuộc sống của bạn. Đối mặt với thời gian, mọi người đều bình đẳng, nhưng năng lượng mà họ dùng để tạo ra giá trị và sự khác biệt là hoàn toàn khác nhau. Cùng một ngày đi làm, có người về nhà đã kiệt sức, có người vẫn làm việc nhà và đọc sách một lát, cùng thức đêm, nhưng có người tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau, có người lại phải nghỉ ngơi vài ngày. Cách tận dụng tốt 24 giờ mỗi ngày, quyết định ai là người có kỷ luật với bản thân cao hơn, ai có thể tiến gần hơn tới mục tiêu, và ai có thể trải nghiệm nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Chúng ta phải thừa nhận một sự thật rằng, năng lượng của người trưởng thành đang giảm dần. Càng sau 30 tuổi, tinh thần họ càng dễ sa sút khi đối mặt với những chuyện không suôn sẻ. Nếu cuộc đời là một cuộc đua, thì cơ thể chúng ta như một chiếc xe đang chuyển động. Bốn nguồn năng lượng mà bạn luôn cần duy trì tốt cho xe vận hành, đó chính là 1. Năng lượng thể lực. Thể lực cũng giống như động cơ của ô tô, mã lực càng lớn thì càng dễ tăng tốc, vượt đèo dễ dàng. Bạn nghĩ thế nào nếu cuối tuần dẫn bọn trẻ đi chơi công viên, khi chúng đang vui đùa thì bạn chỉ muốn kiếm một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi? Thế mới nói, sức khỏe tốt luôn là tiền vốn quý giá của mỗi người. Ai sinh ra trên đời này đều có riêng cho mình những mục đích sống khác nhau. Dù là mục đích, lý tưởng gì thì chúng ta đều cần có sức khỏe mới thực hiện được. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể nói, sức khỏe là quan trọng nhất đối với cuộc sống của mỗi người. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân trước khi cơ thể gặp các vấn đề rồi mới tìm thuốc chữa. Sự khỏe mạnh là nền tảng cơ bản của một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, là cơ sở quan trọng để mỗi người thực hiện ý tưởng, ước mơ, nguyện vọng của cuộc đời mình. Bởi nếu bệnh tật, ốm đau, chúng ta thường sẽ không còn đủ sức khỏe, tâm trí nào mà lo lắng, suy nghĩ đến những việc khác. Đó là chưa nói đến chuyện bệnh tật còn khiến con người tiêu hao tiền bạc, của cải, ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình, xã hội mất đi một người khỏe mạnh. Do đó, sức khỏe chính là chìa khóa quan trọng nhất, mở ra cánh cửa hạnh phúc cho mỗi người. 2. Năng lượng cảm xúc. Khi bạn có tâm trạng tốt, có gặp khó khăn cỡ nào cũng không dễ gục ngã, kiệt sức. Ngược lại, nếu bạn luôn mang tâm trạng chán nản, không vui trong một thời gian dài, bạn rất dễ tự giam mình, khó lòng thoát ra. Năng lượng ở đây có trong cả cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực, nó lan tỏa ra xung quanh cực mạnh, chỉ là ta có ý thức được điều đó hay không. Cảm xúc tiêu cực như các yếu tố xấu tác động vào chiếc xe, khiến động cơ không thể nổ máy. Ở những người thành công, khi gặp phải những khó khăn, điều tồi tệ và những sai lầm, vấp ngã, họ vẫn luôn giữ được cảm xúc tích cực. Đó chính là sự khác biệt giữa người thành công và những người khác. Những cảm xúc tích cực sẽ thúc đẩy họ phát triển, hành động mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, cho đến khi họ đạt được kết quả mong muốn. Vì sao họ làm được như vậy? Đó là vì họ làm chủ được cảm xúc của mình, nên có thể điều khiển cảm xúc của bản thân một cách có ý thức. Cảm xúc tích cực giúp làm tăng thêm niềm tin và nghị lực sống của họ. 3.
năng lượng trí óc. Suy nghĩ liên quan đến sự tập trung, khi năng lượng của bạn không đủ, sẽ khó tập trung hoàn thành vấn đề. Một người thiếu sự tập trung cũng giống như một chiếc xe mất phương hướng, lãng phí nhiên liệu nhưng không thể giành được phần thắng. Bạn không cần phải có tài năng thiên bẩm để thành công, bởi người tài năng nhất trong số những người tài năng là người biết tập trung. Ai cũng có khoảng thời gian 24 giờ mỗi ngày, nhưng thời gian không hề quý giá, mà thứ quý giá phải là sức mạnh của thời gian. Nếu tập trung 20% thời gian, sẽ tạo ra ít nhất 80% kết quả. Nếu như bạn tập trung 100%, thì kết quả sẽ là không tưởng đấy. 4. Năng lượng ý chí. Sở hữu một ý chí sắt đá là điều mà ai cũng muốn. Nhưng trước khi tìm hiểu cách làm tăng sức mạnh ý chí, thì trước hết, chúng ta cần phải nắm rõ ý chí là gì và tại sao rất nhiều lần chúng ta nhụt chí. Thực tế, ý chí là nguồn lực có hạn. Có lẽ bạn đã từng nghe từ này, nhưng dường như bạn cho rằng ý chí giống như một thế lực thần bí khủng khiếp nào đó. Bạn nghĩ nó như thể là một thứ gì đó bẩm sinh và rằng có người được sinh ra với nhiều ý chí hơn những người khác. Đó là thứ gì đó mà bạn ước mình có nhiều hơn trong người, nhưng chẳng biết làm cách gì để sở hữu nó cả. Thật hạnh phúc biết bao khi sự thật, ý chí là nguồn năng lượng đích thực, một nguồn sức mạnh mà có thể cạn kiệt, được tăng cường và được dự trữ. Nếu học được cách chạm vào nó và biết cách kiểm soát nó, thì một người bất kỳ có thể làm chủ được bản thân mình và đạt được những điều mình mong muốn. Có thể coi ý chí là đích đến của chiếc xe. Nếu bạn làm điều mình không thích, sẽ rất dễ bị bối rối, mất phương hướng. Như vậy, con người bạn lúc nào cũng lâm vào trạng thái mông lung với cuộc sống, không có định hướng cụ thể. Khi chúng ta hoạt động hàng ngày, chúng ta gửi một năng lượng vào thế giới và chúng ta nhận được một năng lượng khác. Tâm trí, thể xác và tinh thần của chúng ta bao hàm năng lượng. Chúng rung động, cộng hưởng với tất cả mọi thứ xung quanh để tác động lên các trường năng lượng của chính chúng ta. Đây là lý do chúng ta có thể cảm thấy ấm áp, bình tĩnh và vui vẻ trước sự hiện diện của một số người, nhưng lạnh nhạt, lo lắng và có cảm xúc tiêu cực với những người khác. Năng lượng tốt có thể thúc đẩy cảm giác hạnh phúc của chúng ta, làm tan biến cảm giác lo lắng và giúp chúng ta gần nhau hơn. Năng lượng xấu dẫn đến cảm giác bất hòa, xung đột và oán giận. Vậy làm thế nào để thu hút năng lượng tốt và từ chối cái xấu? Các bạn hãy cùng Bí quyết thành công theo dõi ngay sau đây nhé! Cách đầu tiên chính là hãy chú ý đến năng lượng bạn đang phát ra. Bạn không thể mong đợi mình sẽ thu về năng lượng tốt nếu bạn đang tỏa ra vô số năng lượng tiêu cực. Nghĩ về những cảm giác mà người khác có được khi họ dành thời gian cho bạn. Bạn có toát lên một cảm giác bình yên và hạnh phúc, hay bạn u ám và cam chịu hơn? Năng lượng tiêu cực bị ràng buộc để tác động đến các mối quan hệ của bạn. Nó có thể không rõ ràng, nhưng thái độ của bạn đối với người khác như nào, nói chung sẽ được phản ánh lại với bạn. Nếu bạn tự nhiên cảm thấy thu hút người khác và mọi người tìm kiếm bạn, rất có thể bạn đang làm tốt công việc và phát ra năng lượng tích cực. Nếu mọi người tránh bạn hay bỏ qua sự giúp đỡ của bạn, có thể bạn đang bị kẹt đâu đó ở sự tiêu cực. Hãy tập trung năng lượng của bạn vào sự tích cực nhé. Thứ hai, đừng ngần ngại thay đổi suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ tiêu cực có thể khó dừng lại, thật dễ dàng để cho phép bản thân rơi vào bi quan. Nhưng nếu bạn muốn vượt qua nó, bạn phải để những điều tích cực hướng dẫn bạn, chứ không phải là tiêu cực. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, hãy nhìn thấy mặt tích cực, tiềm năng và nỗ lực. Hãy chủ động làm việc để thay đổi suy nghĩ của bạn từ tiêu cực sang tích cực. Đừng cho phép bản thân đắm chìm trong những suy ngẫm bi quan. Điều bạn cần làm là ngừng tìm kiếm tin xấu, mà hãy thay thế chúng bằng những tuyên bố tích cực hơn để hành động. Mặc dù không dễ dàng, nhưng hãy cố gắng loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực các bạn nhé. Những cảm xúc tiêu cực có thể phá vỡ cảm giác hạnh phúc của bạn và làm bạn cạn kiệt năng lượng. Những cảm xúc này có thể là con người, địa điểm hoặc những thứ có ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của bạn. Có thể có những người trong cuộc sống của bạn ảnh hưởng xấu với hạnh phúc chung của bạn. Có lẽ những lời chỉ trích liên tục của họ khiến bạn cảm thấy thất vọng, buồn chán và có thể bạn sẽ giống một cuộc sống ngập tràn chỉ trích. Loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực này và bắt đầu tạo ra cuộc sống mà mình muốn sống. Tìm kiếm những thứ gây nên cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống của bạn, bạn có thể hoàn toàn tránh hoặc loại bỏ một số trong số chúng. Đối với những người và những thứ không thể loại bỏ, hãy hạn chế tiếp xúc với họ và chuẩn bị một tinh thần vững vàng trước khi đối mặt. Mở rộng vòng tròn kết nối của bạn cũng là một cách để giúp bạn luôn cảm thấy tích cực. Đồng thời với việc bạn cố gắng hạn chế những cảm xúc tiêu cực của mình, thì bạn hãy bắt đầu dành thời gian với những người có năng lượng tích cực. Hãy mở rộng xung quanh mình bằng những người luôn vui vẻ, hòa đồng, thành công, những người luôn ủng hộ và quan tâm đối với bạn. Hãy giữ liên lạc với những người mang lại năng lượng tích cực cho bạn, nuôi dưỡng và bảo vệ những mối quan hệ đó. Những điều tốt đẹp trong cuộc sống này có thể khiến chúng ta yêu đời hơn bao giờ hết. Từ đó, năng lượng tích cực của mỗi người sẽ luôn được bồi dưỡng và việc có lòng trắc ẩn và lòng tốt là một trong những cách để cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Những hành động nhỏ của lòng tốt có thể có tác động sâu sắc đến cả người cho và người nhận. Nghiên cứu cho thấy, những người tốt bụng và từ bi với người khác hài lòng hơn với cuộc sống của họ, tận hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn và có các mối quan hệ mạnh mẽ hơn. Tất cả tạo nên một vòng phản hồi tích cực. Bạn càng cho đi, bạn càng nhận lại nhiều cảm xúc tốt đẹp. Bên cạnh đó, hãy luôn bày tỏ lòng biết ơn.
Dành thời gian mỗi ngày để suy nghĩ về những điều bạn biết ơn. Bằng cách tìm ra nhiều cách để bày tỏ lòng biết ơn, bạn sẽ cho phép bản thân thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và thay thế những điều đó bằng những suy nghĩ tích cực. Bạn có thể thực hành lòng biết ơn mỗi sáng bằng cách nghĩ ra 5 điều bạn biết ơn. Sau đó nghĩ nhất về một người mà bạn biết ơn trong cuộc đời. Bạn cũng có thể tạo ra một cuốn sổ nhỏ, nơi bạn có thể nhanh chóng ghi lại một danh sách những niềm vui nhỏ và những điều mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện, nhắc nhở bản thân về tất cả những điều xấu mà bạn đã trải qua. Khi bạn cảm thấy đã đi được xa và tất cả những điều khó khăn mà bạn đã vượt qua, nó sẽ khiến bạn đánh giá cao hơn những gì bạn có trong cuộc sống hiện tại. Tìm sức mạnh bên trong của bạn cũng là điều vô cùng quan trọng để bạn thấy tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Sự bất an, tự nghi ngờ và sợ hãi là những kẻ giết người có năng lượng tốt. Những cảm giác tiêu cực đó cướp đi sự tự tin của bạn và làm suy yếu khả năng của bạn. Nhưng bạn hãy tôi luyện bản thân và phát triển khả năng phục hồi bằng cách vượt qua các tình huống khó khăn. Đây là sức mạnh bên trong của bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn mạnh mẽ và có khả năng xử lý bất cứ điều gì theo cách của bạn. Và đừng quên, điều chỉnh bản thân hiện tại của bạn với bản thân tương lai của bạn. Tất cả những thứ bạn lựa chọn hôm nay sẽ định hình bản thân tương lai của bạn. Nếu bạn muốn có năng lượng tích cực chảy qua bạn, bạn cần đưa ra quyết định rằng bạn muốn trở thành mẫu người như thế nào. Sau đó nỗ lực và mang các năng lượng tích cực đến bạn mỗi ngày. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau. Bạn mong muốn điều gì nhất trên thế giới? Những mục tiêu và ước mơ bạn đang làm việc hướng tới là gì? Bây giờ thì hãy tưởng tượng cuộc sống này. Bạn muốn trở thành một người như thế nào? Bạn là ai trong tương lai? Vì vậy, hãy bắt đầu sắp xếp những thứ để đạt được mục tiêu của mình trong tương lai các bạn nhé. Và cuối cùng, chính là hành động với một đức tin. Chúng ta đều biết rằng, trong cuộc sống chúng ta nên đối xử một cách công bằng. Nhưng trong một số tình huống, thật không may là chúng ta không tuân thủ điều đó. Hãy tạo ra cho mình một nguyên tắc hành động rằng, chúng ta đối xử với tất cả mọi người bằng một sự tôn trọng và văn minh. Hãy đối xử tốt với mọi người, và mọi người sẽ đối xử tốt với bạn. Nhưng hơn thế nữa, đừng trả đũa hoặc gay gắt với ai đó nếu họ làm điều gì sai. Hãy suy nghĩ rằng, có lẽ họ đang có một ngày tồi tệ, hoặc họ chỉ phản ứng lại với bạn mà không kịp suy nghĩ thôi. Hãy đối xử với mọi người bằng lòng trắc ẩn và sự ân cần, ngay cả khi họ không làm như vậy. Những điều này sẽ trở lại với bạn dưới dạng năng lượng tốt và làm mát cuộc sống của bạn hơn. Và để thay đổi tư duy và học hỏi những phương pháp làm giàu của những người thành công hàng đầu thế giới, các bạn hãy sắm ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Trong chiếc USB này có chứa tận hơn 80 cuốn sách hay nhất do New York Times bình chọn về kinh doanh, làm giàu và các bài học cuộc sống. Bạn sẽ không phải tiếc nuối khi sở hữu người bạn đặc biệt này đâu. Hãy click link ở phần mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết và để có thêm một người đồng hành cùng bạn trên hành trình làm giàu nhé. Các bạn thân mến, thành công là một quá trình gian nan. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được đỉnh cao mong đợi nếu luôn tập trung vào 4 yếu tố làm nên thành công vượt trội. 1. Năng lượng thể lực. 2. Năng lượng cảm xúc. 3. Năng lượng trí óc. 4. Năng lượng ý chí. Bên cạnh đó, các bạn cũng hãy ghi nhớ để luôn tràn đầy năng lượng, cần làm theo 9 cách sau. 1. Hãy chú ý đến năng lượng bạn đang phát ra. 2. Đừng ngần ngại thay đổi suy nghĩ của bạn. 3. Cố gắng loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực. 4. Mở rộng vòng tròn kết nối của bạn. 5. Có lòng trắc ẩn và lòng tốt. 6. Luôn bày tỏ lòng biết ơn. 7. Tìm sức mạnh bên trong của bạn. 8. Điều chỉnh bản thân hiện tại của bạn với bản thân tương lai của bạn. 9. Hành động với một đức tin, có bí quyết ắt sẽ thành công.